Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng bớt chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trong video hôm nay em muốn giới thiệu tới mọi người một sản phẩm. Đây chính là lốc điều hòa của Suzuki Swift. Sản phẩm được sản xuất bởi hãng Kalasulik Kansai của Indonesia. Đây là hàng xịn anh em nhé. Với cái lốc của dòng Su ấy, thì chủ yếu nó là dòng Santik. Đây, cái dạng mặt bích bắt lốc của nó cũng giống khá giống với cả Suzuki 500kg và 750kg. Có một đặc điểm khác biệt ở đây của nó. Thứ nhất là bully của dòng này là chạy bản 4VK. Thứ hai là chân bắt của nó cũng hơi đặc chủng, là bắt 3 chân, hai chân, một chân trên, một chân dưới và một chân đuôi. Đó. Chứ nó không phải bắt tay treo như cái dòng của dòng xe tải. Đây. Đây là hộp quy cách đóng gói của nó. Mỗi một sản phẩm sẽ được đóng gói trong một hộp như thế này. Đây, đây là hàng xịn anh em nhé. Đây là phía mặt trước này của Bully này. Đây, mặt trước của Bully. Đây, đây là phía mặt sau. Đây. Vừa rồi thì em có vừa giới thiệu sơ qua tới anh em cái sản phẩm, đó chính là cái lốc điều hòa của Suzuki Swift. Cảm ơn mọi người đã cùng bớt chút thời gian xem video của em. Anh em có nhu cầu tìm hiểu, tư vấn, hỗ trợ về sản phẩm hay liên hệ với em theo số 0769086333. Hỗ trợ lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh. Số liên hệ là 0856727222. Em xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.